nay rất vinh dự khi được trở thành một trong năm thí sinh có mặt tại buổi chung kết của hội thi tài năng huyền biện. Để đầu tiên cho các em xin được gửi chúc lời chúc đến hội thi, chúc hội thi thành công được rỡ. Vòng sơ khảo thì em đã mang đến thông điệp về màu xanh, và vòng chung kết em đã nhận được câu hỏi đó chính là trên hành trình sinh tồn, con người hòa hợp hay đối nghịch với thiên nhiên. Sau đây em xin được bắt đầu phần thi của mình. Các bạn ngồi đây có ai biết vì sao chúng ta thường gọi là ngành thiên nhiên không ạ? Bởi vì có lẽ chỉ có tình mẫu tử mới lột tả được hết những sự bao dung, vị tha mà ngành thiên nhiên dành cho chúng ta. Thiên nhiên cho chúng ta không khí để hô hấp, cho ta nước để uống và cho ta đất để gieo trồng những thứ mầm cây tươi tốt. Thiên nhiên là tất cả những gì chúng ta cần trên hành trình sinh tồn của mình. Ý là nó bị luôn luôn yêu thương, tay và sẵn lòng của chúng ta vào lòng mỗi, kể cả phải đối mặt với những vết thương đau đớn. Vậy có gì con người phải đối nghịch với thiên nhiên? Vậy nên lựa chọn của tôi trên hành trình sinh tồn là sống hòa hợp với thiên nhiên. Thì chúng ta với tất cả các giác quan của mình để cảm nhận rằng thiên nhiên thực sự là một người mẹ. Ta sẽ thấy mỗi một bước đi của chúng ta như có một nụ hôn tật trên làn da của đất mẹ. Mỗi một cơn gió lao sao qua những tán cây chính là cách mà mẹ thiên nhiên sử dụng chất quả tuyệt diệu của mình để thổi mát tâm hồn ta. Ta sẽ thấy mỗi sáng mai cũng vậy, cơn nắng kia là vòng tay ấm áp của mẹ thiên nhiên đang ôm lấy chúng ta vào lòng. Và tất cả chúng ta ngồi đây là những đứa con của mẹ thiên nhiên, làm sao chúng ta có thể lớn lên, có thể trưởng thành và sinh tồn nếu như không có thiên nhiên? Và chẳng hạn, ta ngồi đây cũng đều thông qua một địa lý để biết được rằng Việt Nam có hơn 39 triệu hectare đất tự nhiên được phân hóa một cách đa dạng từ đồng bằng đến núi cao, từ bắc chí nam và từ đông sang tây. Đó là tài nguyên đất mà thiên nhiên ban tặng. Nhờ có đất, chúng ta có thể xây dựng những trường học, bệnh viện, những nhà máy, khu vui chơi giải trí. Còn nước, tài nguyên nước mặt của Việt Nam chiếm 2% tổng các dòng chảy sông trên thế giới. Nhờ có nước, con người mới có thể sinh hoạt và tham gia lao động sản xuất. Vậy còn rừng thì sao? Ông cha ta cũng có câu, rừng vàng, biển bạc, Việt Nam chỉ hơn 3/4 diện tích là đồi núi, trong đó rừng chiếm phủ hơn 30% diện tích. Nhờ sự thoái của thiên nhiên, rừng là lá phổi xanh của muôn loài, rừng cung cấp oxy, điều hòa không khí, rừng ngăn chặn xói mòn, bão lũ. Ngoài tài nguyên mà tôi vừa kể trên, thiên nhiên còn ban tặng cho chúng ta những tài nguyên khác như tài nguyên năng lượng, tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh vật. Thiên nhiên đã cho con người ta quá nhiều thứ mà chẳng chẳng nhận ra gì. Và tôi cũng rất vui khi chúng ta ngày càng nhận thức được trách nhiệm của mình với thiên nhiên, khi chúng ta nhận ra được sự biết ơn vô ngần của chúng ta dành thiên nhiên. Thưa quý vị, có một phương pháp thiền thì gọi là tập nhìn sâu. Vậy thì chúng ta có thể thực hiện phương pháp tập nhìn sâu này và cách nào thì chúng ta thêm chân quý và sống hòa hợp với thiên nhiên? Tăng thời gian của bạn đã hết. Một lần nữa chúng ta sẽ cho bạn một tràng pháo tay bởi những thông điệp rất là ý nghĩa mà bạn đưa ra trong phần thi của mình. Và ban giám khảo có một câu hỏi đặt cho em, và em cứ bình tĩnh, bài của em rất xuất sắc rồi. Ban giám khảo đặt thêm để hiểu hơn về tư duy và để em có cơ hội truyền thông điệp, truyền cảm hứng tới cho các bạn. Rồi, câu hỏi của ban giám khảo là: Đối với các nước chậm phát triển và đang phát triển, Việt Nam là đất nước đang phát triển, chúng ta phải ngăn chặn dòng chảy của những con sông để làm thủy điện. Chúng ta phải quy hoạch rừng để có quỹ đất phát triển các nhà máy sản xuất. Và nếu không làm như vậy thì sẽ không có văn minh công nghiệp. Theo ý kiến của em như thế nào? Em thấy là trong phần thực hiện của em còn có một ý mà em muốn nói đến là em hết thời gian được chưa được. Em đã nhắc đến những mưa axit này, sự tăng hiệu ứng nhà kính hay là sự tăng của băng hải vực. Hai cả những điều mà thầy vừa nói, đó là khi mà con người đang đối ứng với thiên nhiên. Nhưng mà em tin rằng tất cả chúng ta ở đây hay tất cả chúng ta ngoài kia, không ai không tâm muốn làm hại thiên nhiên. Phải chăng chính sức ép của sự phát triển kinh tế, chính sức ép của áp lực mưu sinh mà chúng ta buộc phải làm như vậy? Và em tin rằng chúng ta giải quyết được những vấn đề mà em vừa nêu ra, chúng ta sẽ không bao giờ là tổn thương thiên nhiên, vì chúng ta coi thiên nhiên là mẹ của mình và chúng ta sẽ không bao giờ đối xử tệ với mẹ của mình.